Đây, đây các bạn, đó. Mình đã kết nối thành công trên chiếc điện thoại và trên chiếc Google của mình như vậy. Đó. Vâng, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối giữa chiếc iPhone của mình với lại cái Google nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cần có một cái chiếc điện thoại iPhone, và thứ hai đó là cái Google. Ở đây mình sử dụng chiếc máy Google chính nha các bạn. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ bật máy cái chiếc điện thoại iPhone của mình lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái App Store và mình sẽ tìm tới cái ứng dụng Google Quiz nha các bạn. À, ở đây mình chưa có bật cái wifi của mình lên. Bây giờ mình sẽ bật cái wifi của mình lên nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm tới cái ứng dụng Google Quiz. Đây, bây giờ mình sẽ bấm vào cái biểu tượng ở bên góc tay phải nè để tải nó về. Rồi bây giờ mình đã tải về xong rồi, thì mình bấm vào cái biểu tượng chữ mở. Ở đây chúng ta sẽ cho phép hết nha các bạn, bấm vào cái dòng chữ nhiều nhất. Rồi bấm OK. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin vào cái chiếc Google của mình. Rồi mình sẽ khởi động cái máy Google của mình bằng cái nút nguồn ở bên tay trái nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ vuốt xuống và mình sẽ vuốt ngang và mình chọn vào cái biểu tượng connection. Đây mình sẽ bật on. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái chiếc điện thoại của mình lên. Rồi mình bấm vào cái dòng đầu tiên nè. Rồi, bây giờ mình sẽ, để làm được điều này mình phải bật cái Bluetooth lên nha các bạn. Đây mình bật Bluetooth lên. Rồi mình bấm vào cái biểu tượng cái Google bên góc tay phải nè. Đây mình bấm vào cái be cho Google nè. Ở đây nó báo là mình chưa có bật Bluetooth nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thoát ra và mình sẽ vào cái ứng dụng Google Quiz trên chiếc điện thoại mình để mình bật cái Bluetooth nha. Rồi mình vào setting.
mình sẽ tìm tới cái ứng dụng Google Fit. Google Fit đây. Ở đây cái Bluetooth mình đã bị tắt này các bạn, mình sẽ bật nó lên. Rồi. Sẽ thoát ra. Rồi mình sẽ vào cái ứng dụng Google Fit này lại. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái tương này, mình tè vào Google. Đây mình sẽ chọn cái Google chính bắt của mình nha. Rồi kết nối nó tiếp tục. Continue. No Google. Ok, mình đã kết nối thành công nha các bạn. Đây, mình vào cái chức năng là điều khiển cái Google của mình. Đây, trên chiếc điện thoại mình luôn. Đây, mình bấm vào cho nó view luôn. Đây các bạn, đó mình đã kết nối thành công trên chiếc điện thoại và trên chiếc Google của mình nha các bạn. Đó. Rồi cái video mình hướng dẫn tới đây là thôi. Nếu các bạn thích video mình thì hãy đăng ký kênh và đừng quên share cho nhiều người biết đến nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.